Hello các bạn nghe, wow, nghe đồ chơi các bạn ơi. Wow, đây con mặt tột nè, sao biển nè, con rùa. Wow, tại bị dơ hết rồi các bạn, nó xấu rồi. Biến vàng hết rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đem đi rửa nha các bạn. Nè, mình có cái rổ rồi, mình lấy nó đem đi rửa nha các bạn. Đây, mình có cây kẹp nè, để mình gấp nó nha. Đây, một con, hai con, ba con, bốn con này là con cua đấy bạn. Wow, năm con này con hải cẩu rồi bạn ơi. Sáu con này là con cua nha. Wow, con này là con mực nè, này là con cá Nemo nữa bạn, này là con cá mập nè, ê con này là con dê nữa bạn. Wow, này là con sao biển nha. Gấp chút thôi. Đây con rùa này, cái rùa nha bạn. Ai, wow, một con rắn mồi chơi luôn. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa nha các bạn. Đây, mình đây được chơi giờ hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ rửa bằng nước xà bông nha các bạn. Wow, để mình chải nha các bạn. Đây, đây con đầu tiên nữa các bạn ơi, này là con sao biển nha các bạn. Wow, sạch các bạn ơi, đây con sao biển nè. Đây, đây con cá heo nè các bạn. Ủa, con cá mập các bạn ơi. Wow, sạch thằng này các bạn. Con này con cá heo nha. Wow, sạch thiệt. Ê, đây là con cua nè các bạn ơi. Wow, sạch thằng này các bạn. Sạch rồi các bạn ơi. Bò. Này là con dê nè các bạn. Wow, sạch rồi các bạn ơi. Con dê nha. Này là con cá Nemo nè. Wow, sạch rồi nè. Cá Nemo nha, đẹp lắm nha. Wow, mình con mực nữa bạn. Wow, con mực nè các bạn, sạch rồi nè.
Kìa các bạn. Wow. Chặt nhé các bạn. Mực nè. Này còn có đuối nè các bạn ơi. Wow, bọt nhiều quá. Wow, sạch rồi bạn ơi. Có đuối rồi. Này là con thầy cẩu nè. Mở bọt nè. Sạch rồi nè bạn. Wow. Cẩu nha. Nè còn cá sấu nha bạn. Wow, sạch rồi nè bạn, cá sấu màu trắng nè. Ê, phải tiếp tục con cua nữa bạn ơi. Wow, con cua màu cam nè bạn ơi. Đẹp quá. Sạch đây. Màu cam nha bạn. Wow. Này là mấy gùa. Quá trời bọc luôn. Chặt rồi nè các bạn. Nè mấy gùa nè các bạn. Dễ thương quá. Gùa nha các bạn. Ê bé cuối cùng nè các bạn ơi. Cá sấu nè. Wow. Chặt cái này các bạn ơi, cái xấu nè. Một chai hết rồi các bạn, chặt hết rồi các bạn. Còn một đôi chai nè các bạn, chặt hết rồi. Tiếp đến đây hết nha các bạn. Bạn xem nhớ like và đăng ký nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.